Xin chào các bạn. Hôm nay em rất vui được đến với các bạn để cùng tìm hiểu về những công dụng của hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu công dụng của cây ổi. Và hôm nay mình sẽ bứt những cái búp ổi non về đây. Là cây ổi non, búp ổi có tác dụng rất tốt giúp cầm tiêu chảy. Búp ổi có công dụng chữa bệnh rất tốt cho những ai mà bị bệnh về đường tiêu hóa. Đó các bạn, chúng ta bứt những cành búp ổi non về rồi chúng ta mang đi để xay ra, lấy chắt lấy cái nước cốt rồi chúng ta uống sẽ giúp cầm tiêu chảy rất tốt. Đó, mình cùng nhau hái những búp ổi non nhé. Đây là những búp ổi mình vừa hái được. Chúng ta cùng đi về nhà để làm món sinh tố búp ổi nha các bạn. Bây giờ thì ổi đang chuẩn bị ra quả, đang ra quả và chưa ăn được. Quả ổi rất là xanh. Đó.
chúng ta cùng về chế biến những chiếc búp ổi này nhé các bạn. Mình đã hái được một ít rồi. Cuốn thịt đây cũng có cây ổi nữa này. Ở vùng quê thì rất nhiều cây những cây ổi chúng ta có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu. Hello các bạn, mình đã lấy được những chiếc búp ổi tươi về để làm, mình sẽ giã ra để lấy nước uống điều trị bệnh đau bụng. Bây giờ mình sẽ đi rửa lá ổi nhé các bạn. Đây, mình vừa rửa xong những chiếc lá ổi, mình để cho nó ráo nước đi, rồi chúng ta cùng chuẩn bị một chiếc bát để chúng ta bỏ lá ổi vào, rồi chúng ta cùng đem đi để nghiền ra, rồi lấy nước chữa bệnh đau
tiêu chảy nhé các bạn. Các bạn chờ mình đi lấy một chút muối để cho vào uống, cùng lá ổi cho có vị, dễ uống hơn. Lá ổi cộng với một chút muối, chúng ta đem giã nhuyễn ra, rồi chắt lấy một chút nước để chúng ta uống, giúp điều trị bệnh tiêu chảy rất tốt. Chúng ta chỉ hái tầm 3 búp ổi thôi nhé các bạn, 3 búp ổi non thôi nhé các bạn. Mình sẽ đi chuẩn bị một con dao để mình giã những búp ổi để cho nhuyễn ra.
bạn nên nhớ chúng ta về rửa sạch rồi để ráo nước những cái búp ổi này, rồi chúng ta cho thêm một chút muối. Muối cũng có tác dụng sát trùng để tránh làm chúng ta bị tiêu chảy nhiều hơn đấy, thì chúng ta nên cho một chút muối vào. Bây giờ mình cùng nhau giã những chiếc búp ổi này. Vậy là mình đã giã mịn được những chiếc búp ổi. Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị một chút nước đun sôi nhé các bạn. Đun sôi để nguội rồi chúng ta đổ vào chiếc bát này, lấy nước để uống. Mình sẽ đi chuẩn bị một chút nước nhé. Các bạn chờ mình một tẹo nhé. Đây là một chút nước mình vừa lấy được.
và đun sôi để nguội. Các bạn nên nhớ nhé, chúng ta phải dùng những chiếc bát sạch để và chúng ta phải vệ sinh những dụng cụ để giã những chiếc búp ổi này cho thật sạch. Búp ổi thì chúng ta rửa sạch và cho một chút muối thì nó cũng có những tác dụng sát trùng đáng kể của muối. Nước thì chúng ta lên đun sôi để nguội, rồi chúng ta đổ một lượng rất ít thôi để vào. Nếu các bạn không muốn uống những búp ổi non thì chúng ta cho đun những đun nếu các bạn không muốn uống ổi búp ổi còn sống thì chúng ta lên đun chín để giữ lại, để chúng ta giúp sát khuẩn tốt hơn. Thì chúng ta lên cho lên bếp rồi đun chín rồi chúng ta mới uống nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đun những chiếc búp ổi này.
cùng bỏ một chút nước lá ổi vào trong một chiếc nồi và chúng ta đổ nước ở bên ngoài mặt nồi, rồi chúng ta hầm cách thủy sẽ giúp lá ổi không bị mất những chất dinh dưỡng cần thiết để giúp phòng ngừa bệnh tiêu chảy. Mình sẽ lấy một chút nước để mình cho vào rồi chúng ta hầm cách thủy nhé các bạn. Bây giờ chúng ta cùng ngồi đợi cho bếp sôi lên, rồi chúng ta đun khoảng 10 phút rồi chúng ta bắc bếp xuống nha các bạn. Thank you.
Mình đã hoàn thành một bát cách thủy với những ngọn ổi. Và bây giờ chúng ta cùng cất đi để dành những lúc mà chúng ta bị đau bụng hoặc tiêu chảy thì chúng ta lấy ra dùng sẽ có hiệu quả tốt trong điều trị bệnh tiêu chảy.
một đợt lưu ý cho các bạn. Tuy nhiên, tuy lá ổi có nhiều cách sử dụng khác nhau và trong lá ổi có thành phần một chất điều trị bệnh tiêu chảy rất tốt. Hầu hết các bộ phận của ổi đều có hoạt tính và công dụng chữa bệnh khác nhau. Những lợi ích của búp ổi và quả ổi thì chúng ta không thể chối cãi được. Nhưng mà khi có một biểu hiện về sức khỏe như tiêu chảy thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên đi khám ở những phòng khám chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám, chứ không nên tùy tiện chọn những phương pháp dân gian. Tuy phương pháp dân gian rất có hiệu quả, nhưng mà nếu mà không sử dụng, không thực hiện đúng, sử dụng đúng cách thì chúng ta cũng có thể khiến cơ thể bị gặp những tác dụng phụ ấy, sẽ không tốt. Búp ổi có tác dụng làm việc giảm những vấn đề về tiêu chảy và hoặc các loại về đau bụng khác nhau. Chúng ta cho búp ổi và rễ của cây ổi vào nồi đun nước, sau đó đun sôi uống, chúng ta uống khi đói nha các bạn. Thank you.
Thì một có một tác dụng thần kỳ nữa từ búp ổi mà mình cần đề cập đến, đó là nước ép của lá ổi non hoặc quả ổi có lợi ích về sức khỏe tim mạch. Nước ép này khi tiêu thụ sẽ làm giảm lượng cholesterol xấu mà không ảnh hưởng đến cholesterol tốt trong cơ thể. Những tác dụng nữa là ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Nếu bạn có tiền sử bệnh tiểu đường trong gia đình thì cách đơn giản nhất để ngăn ngừa việc này là uống trà lá ổi thường xuyên. Loại trà này có thể làm giảm lượng glucose trong cơ thể hiệu quả bằng cách làm giảm các hoạt chất enzyme alpha glucose. Nhờ đó lượng đường trong máu sẽ giảm đi và không làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể.
Thank you.